chuyện học hành của em ấy. Em tính bỏ hẳn đấy à? Ừ, sao học 2 năm rồi bỏ phí công luôn. Thôi em lên đây. Ơ này, qua anh lên trường em nói chuyện rồi, chỉ cần quay lại học mọi thứ anh sẽ lo. Về rồi đấy à? Anh ạ? À? Ừ. Có. Có làm trong này à? Vâng. Kia có phải là cái quả hôm trước ở chợ đúng không? Làm lành rồi đấy à? Này. Bỏ cái tính vụ phu đi, đàn bán cái người ta kỵ nhất cái món này đấy. Được chưa? Mày biết chị là ai rồi chứ? Làm người tử tế thì không muốn, lại thích nằm ăn sẵn à? Đừng im. Tôi bây giờ không có gì cả. Câm mồm. Tao nói để cho mày biết, tao mà đã đến đây rồi thì mày đừng có cãi. Muốn kiếm được nhiều tiền thì chịu khó lao động vào. Chồng tao mà có là cái loại bỏ đi thì cũng phải do chính tay tao vứt. Đừng hòng có đào động vào, hiểu chưa? Đây là việc riêng, các anh đứng xen vào. Nhưng mà cô này là cư dân ở đây nên bọn tôi phải có trách nhiệm. Ông là ai? Biến đi, đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Đây nó không phải chỗ để cho ông làm loạn nhá. Còn tôi không cần biết là các vị có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng mà ăn hiếp người ta là không được. Tôi nói để cho anh biết, anh không cần phải bênh vực cái loại người này. Nó giật chồng người khác nên tôi phải dạy dỗ lại nó. Lôi nó ra ngoài! Ê! Báo ra! Báo ra! Báo ra! Ông cả tôi! Tránh ra! Báo lên đi ạ! Con danh con! Nèm bèm tao vả cho vỡ răng! Nào! Báo lên đi ạ! Báo lên đi ạ! Nào! Hai! Nào! Đi! Đưa mũ đây. Vào đây. Phòng bên này. Chào em. À. Ôi, em gái anh hùng xinh thật đấy. Đây là chị Thoan. Chào chị. Thôi, vào đi. Vào mà nghỉ ngơi. Vào đi, lại còn phải đợi mời nữa. Vào đi. Vào đi em. Giường của em ở bên trong ấy nhá. Em gái anh nó hơi bướng bỉnh, có gì em thông cảm nhá. Có gì đâu ạ, em thấy các bạn Gen Z bây giờ cũng cá tính lắm. Tạm thời em giúp anh, cho nó ở Dated Home, rồi từ từ anh tính chuyển đến chỗ khác. Có gì đâu ạ, em bây giờ còn đang cần người ở ghép xe tiền phòng, hàng tháng lại còn tiết kiệm được một ít tiền, anh không phải ngại đâu. Được thế thì tốt quá, anh chỉ sợ nó lại làm phiền em thôi. Cùng là chị em gái với nhau, chắc là không sao đâu ạ. Có gì giúp anh nhá. Nào, xem mặt khách chào mới nào. Cô à, chắc anh em về muộn, không kịp chuẩn bị đâu. Đây, chậu này, khăn mặt, thuốc đánh răng, mới tinh nhá. Cháu xin ạ.
Ơ, thế con bé đâu? Nhung ơi. Anh Hùng. Em không ở đây đâu. Vừa nóng vừa bẩn.